Rolex là thương hiệu đồng hồ không còn xa lạ với những người yêu thích sự chính xác và sang trọng. Trong số các dòng sản phẩm nổi bật của hãng, chiếc Rolex Datejust 41126331 Chocolate Diamond đã khẳng định vị thế của mình như một biểu tượng của sự tinh tế và đẳng cấp. Với mặt số màu chocolate nạm kim cương, chiếc đồng hồ này không chỉ cuốn hút mọi ánh nhìn mà còn tỏa sáng với vẻ đẹp ma mị đầy lôi cuốn. Rolex là thương hiệu đồng hồ nổi tiếng, luôn đứng vững trước mọi thăng trầm của ngành công nghiệp đồng hồ. Phiên bản Rolex Datejust 126331 Chocolate Diamond thực sự nổi bật với mặt số nâu chocolate nạm kim cương và dây đeo Oyster, thể hiện sự tinh tế và đẳng cấp. Phiên bản Rolex Demi vàng hồng mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa thép 904L và vàng hồng Evero Gold của Rolex. Vỏ Oyster nổi tiếng với sản phẩm không chỉ mang lại vẻ ngoài mạnh mẽ, cân xứng và thanh nhã, mà còn đảm bảo khả năng chống nước ở độ sâu lên đến 100m. Đây thực sự là một biểu tượng của sự bền bỉ và sang trọng. Bộ dây đeo Oyster của Rolex Datejust 126331 được làm từ thép Oyster Steel và vàng hồng Evero, với thiết kế 3 mối nối mạnh mẽ và thể thao. Các mối nối được hoàn thiện tỉ mỉ, mối nối giữa được đánh bóng và 2 mối nối còn lại được tạo sức mờ, tạo nên tổng thể hài hòa. Ngoài ra, bộ máy tự động Calibri 3235 với hệ thống chống nước kép Twin Lock và dây tóc Slushy bằng silicon giúp tăng cường hiệu suất chronometric vượt trội, đảm bảo độ chính xác cao hơn gấp 10 lần so với dây tóc truyền thống khi xảy ra va chạm. Mặt kính sapphire chống nước với tròng Cyclop tại vị trí 3 giờ giúp người dùng dễ dàng đọc thông tin về ngày. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.